Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, hôm nay bên em lại test một cái vang Wewood. Vâng, cửa lai số mang thương hiệu Wewood của Mỹ, mã KM80X. Vâng, về với anh Minh Trí ở Long An ạ. Và bên em tặng kèm thêm giác đầy đủ anh nhé. Và bên em có món quà chuyên, đó là một cái áo mưa của logo Zika Audio anh nhé. Vâng, thì bên em tặng đầy đủ thêm giác kết nối này. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Minh Trí ạ. Vâng, anh Minh Trí ơi, cái vang Wewood KM80X đây là hàng chính hãng anh nhé. Chính hãng anh yên tâm sử dụng. Và cái này hiện tại đang đứng đầu bảng thị trường hiện nay, vì nó kết nối tín hiệu bằng rất là nhiều cách kết nối, gồm đọc USB này, đọc kết nối bằng Bluetooth này, đó, đọc cổng quang này, kết nối cổng quang này, và tín hiệu coaxial này. Đó, thì cái dòng này hiện tại bây giờ đang đứng đầu bảng vì nó được xử lý chip 48 bit DSP, và đặc biệt là có 8 chế độ mic rất hay, đã cài mặc định sẵn của nhà sản xuất. Và chế độ 5 và chế độ 6 thì đều có echo và reverb anh nhé. Thế ra chế độ 5 và chế độ 6 là hát hay nhất, dùng cho những người hát yếu. Và đặc biệt là cái này bên em đã test cho anh và setup cho anh đầy đủ rồi ạ. Do cái dòng này bên em bán rất là nhiều, vì hiện nay bây giờ có rất là nhiều dòng vang cũng tầm tiền mà không có nhiều chức năng như cái vang KM80X. Nó xử lý chất nhạc rất là sạch, chip số, chỉnh cơ rất là dễ. Đó, anh chỉ cần một cái tua vít dẹt này, anh có thể can thiệp đủ các giảm từ mic này, từ phần music này, từ phần effect, echo, reverb này, chỉnh rất là dễ. Vâng, và bên em đưa vào phòng kỹ thuật test tất cả chức năng của cái vang KM80X của anh Trí đang hoạt động rất là ổn định ạ. Vâng, đặc biệt cái này cũng có thể kết nối được với đây, kết nối được với âm ly để chúng ta cải thiện chất âm. Mà âm ly nó không giải quyết được vấn đề là tín hiệu vào xử lý tốt, thì chúng ta phải thêm một cái vang để nó thay thế cái effect nhạc và mic của cái âm ly đi ạ. Rồi bây giờ cách chuyển đổi khá là dễ dàng, vì các bác chỉ cần một cái AV là các bác đưa tín hiệu vào vang, sau đó là các bác đưa xuống đây, đưa xuống âm ly là các bác có thể giải quyết được vấn đề tín hiệu rồi ạ. Và sản phẩm này là sản phẩm mới bên em bảo hành nhanh 1 năm nhé. Bên em có dán tem công ty Zika được bảo hành nhanh 1 năm đi ạ. Vâng, anh ngồi xuống đẩy thì bên em sẽ tặng ghế 2 dây Canon để anh ngồi xuống đẩy anh nhé. Vâng, thì đó là chất nhạc rất là tuyệt vời của vang KM80X, echo reverb rất là ngọt ngào, hát rất hay. Bên em cũng làm rất là nhiều video test cho vang KM80X. Vâng, đây video này thì bên em chỉ quay lại sản phẩm của anh Trí đã đặt hàng bên Zika Audio vì niềm tin, vì sản phẩm chất lượng, đảm bảo hàng chính hãng, vì thế anh đã đặt chọn niềm tin cho Zika Audio. Vâng, và em đang kết nối với cái đẩy 4 kênh Wewood mã là 4850L, đây là dòng đẩy công suất rất là khủng, chạy rất là bền bỉ về công nghệ Class AB, và đặc biệt là nguồn đồng rất là to và chạy 64 sò. Vâng, thưa anh Trí, như hiện tại cái vang KM80X của anh đang hoạt động rất là ổn định ạ. Vâng, sau đây anh xin phép được bỏ ra cho những người đang hàng gửi cho anh. Và sau cùng em thay mặt công ty Zika Audio chúc anh Trí và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.